Lan và bác sĩ Hồ Ngọc Minh trong chương trình Sức khỏe và đời sống. Xin kính chào quý vị khán thính giả của VNTV. Chào bác sĩ Minh. Vâng, xin chào cô Vân Anh một lần nữa. Xin chào quý thính giả của đài VNTV và chương trình Sức khỏe và đời sống. Thưa quý vị, bác sĩ Hồ Ngọc Minh là bác sĩ chuyên khoa về bệnh hiếm muộn và chọn lựa trai gái theo ý muốn. Và bác sĩ có hai phòng mạch tại vùng Orange County và tại San Diego của chúng ta. Và bác sĩ cũng là phu quân của vị bác sĩ sản phụ khoa rất là quen thuộc của chúng ta, đó là bác sĩ Hồ Vũ Mỹ Linh. Thưa bác sĩ Minh, Vân Anh vừa mới xem một cái bài viết của bác sĩ. Vân Anh là một trong những người độc giả rất là chờ đón những cái bài viết về y khoa của bác sĩ. Trong chương trình Bác sĩ ơi trên rất là nhiều tuần báo tại hải ngoại của chúng ta. Và có một cái đề tài mà catch ngay cái sự chú ý của Vân Anh, đó là cái đề tài là mỡ ông, mỡ bà. Sao bác sĩ lại chọn cái đề tài đó bác sĩ? Tại vì mình muốn nói rằng là người ta nói có phải đúng là mỡ nào cũng là mỡ hay không? Có khi mình hồi xưa tôi đi học y khoa, tôi mổ bụng người ta ra, tôi ngồi uống mỡ người nó cũng hơi giống mỡ gà, nói xin lỗi. Nhiều khi mình nói như vậy, nhưng mà mình nói như vậy thì thực sự ra lý do là như vậy. Người ta nói đàn bà là khó sung cân hơn đàn ông, thì như vậy thì có phải đúng thực là hai loại mỡ nó khác nhau hay không? Nhưng mà cái đề tài thì tôi nói là mỡ ông là mỡ bà, có người là hỏi tôi là tại sao lại dùng cái chữ là mỡ ông mỡ bà. Tôi không phải là mỡ ông nội hay mỡ bà nội, nhưng mà ý muốn tôi nói là mỡ đàn ông khác mỡ của người đàn bà như thế nào? Vâng, và khác như thế nào thưa bác sĩ? Nó như thế này, thực sự ra nó cũng có cái khác, mặc dù là trên lý thuyết tức là mỡ nào cũng là mỡ, tức là mục đích của cái tế bào mỡ tức là nó chứa mỡ, right? Thì trên cơ thể của chúng ta thì gần như là chỗ nào cũng có mỡ, dưới da chúng ta cũng có mỡ, chỗ nào cũng có mỡ. Nhưng mà cái lý do là nó có cái người ốm có mỡ bác sĩ, và người ốm cũng có mỡ nha. Cái khi mà chúng ta sanh ra đó thì phải nói là chúng ta có bao nhiêu tế bào mỡ, gần như là 80% cái số lượng tế bào mỡ nó có trong em bé rồi. Lý do cái người ốm họ có vẻ như là họ không thấy mỡ, nhưng thực sự ra mình phải nghĩ nó như thế này: những cái tế bào mỡ đó nó giống như là những cái túi chứa mỡ nhỏ nhỏ, trong đó nó có mỡ, đúng không? Những người ốm thì trong nó không có mỡ, những cái túi nó sẹp, cô Văn Anh, nó sẹp, nó chồng lên nhau, cho nên mình không có thấy mỡ. Nhưng mà nếu mà những người ốm đó mà ăn nhiều thì nó cũng phình ra, thì nó cũng trở thành mập nha. Tức là ý mình nói là khi em bé sinh ra nó có bao nhiêu tế bào có thể chứa mỡ nó nằm trong đó rồi. Nó chỉ vấn đề là chúng như bây giờ chẳng hạn như người mập nha, nói như tôi chẳng hạn, tôi mới xuống cân 15 pound mỡ. Thì khi mà chúng ta xuống mỡ như vậy thì cái mỡ nó đi đâu? Thì là cái mỡ, những cái tế bào nó không có mất đi, nó cứ sạc lần ha. Thì những cái giọt mỡ nó ra ngoài máu mình và cơ, những cái bắp thịt mình nó đốt những cái mỡ đó, và cuối cùng thì nó đi đâu? Mình thở ra ngoài. Ok. Tức là khi những cái tế bào mỡ, những cái chất mỡ đó khi mình đốt như vậy thì nó sẽ trở thành than khí CO2, tức là than khí carbon dioxide, thưa quý vị, thì chúng ta thở ra ngoài. Nó cũng giống bất kỳ những thức ăn nào của chúng ta ăn vào nó dư thừa thì cuối cùng của mình cũng thở ra ngoài thôi. Tức là khi chúng ta sanh ra đó thì cơ thể của chúng ta là nó có bao nhiêu cái tế bào mỡ nó đều có như vậy hết. Từ trung thì em bé gái hay em bé trai nó cũng có bao nhiêu, hơi giống giống nhau cái tế bào mỡ. Nhưng mà khi chúng ta lớn lên, tại sao người đàn ông khác người đàn bà? Là vì cái nó chịu cái sự ảnh hưởng của cái hormone sinh dục, thưa cô Vân Anh. Bây giờ mình nói về cái hormone của người đàn ông trước. Cái người đàn ông thì họ có cái hormone sinh dục gọi là cái testosterone. Cái hormone đó nó có tác dụng rằng là nó đốt mỡ. Thành ra quý vị thấy là những cái người là thanh niên trai mới lớn lên, người là khoảng 17, 18 tuổi là bắp thịt nó này nọ và không thấy mỡ đâu hết nha. Là tại vì cái hormone testosterone nó chống lại cái việc mà chúng ta gọi là tàn trữ mỡ. Mình không muốn đi vô chi tiết, nhưng mà đó là cái tác dụng của cái hormone testosterone. Nhưng bây giờ khi mà một cái người đàn ông họ lớn tuổi, càng ngày càng lớn tuổi thì nó như thế nào? Thì cái khi mà chúng ta càng ngày càng lớn tuổi thì cái hormone testosterone nó càng ngày nó càng giảm. Khi mà chúng ta nó càng giảm như vậy á thì những cái hormone đó, một số hormone nó được biến ra trở thành hormone nữ, tức là estrogen. Phải nói là trong người của chúng ta, thí dụ bây giờ tôi chẳng hạn, tức là nó cũng có cả hai cái hormone
nam là testosterone mà cũng có hormone nữ nữa, nó có một cái cân bằng. Chẳng hạn như bây giờ hormone nam như thế này, hormone nữ như thế này. Ngược lại cô Vân Anh cũng có như vậy, nhưng mà nó lại ngược lại như thế này. Right, tức là hormone nữ nhiều hơn và hormone nam ít hơn. Đấy. Thế bây giờ mình nói chuyện là trở lại một người đàn ông chẳng hạn, thì nếu mà cái khi mà mình càng lớn tuổi, cái hormone nam từ từ nó giảm lần và hormone nữ nó tăng lên, thế nó tạo thành một cái nó không có thiếu cái sự cân bằng. Nếu thử cân bằng như vậy thì nó như thế nào? Cái tác dụng đầu tiên là cái hormone nam đó, là cái tác dụng khi nó giảm lần thì bắt đầu nó tích trữ mỡ bụng trước. Đó là tại sao mình thấy mấy ông thường thường bụng phệ, tức là đàn ông thì bụng phệ nhiều hơn. Còn phía bên người đàn bà đó, cái tác dụng của hormone nữ, cái estrogen như thế nào, là nó cái người đàn bà nó khác người đàn ông một chút xíu, dĩ nhiên là phải khác chứ, nhưng mà cái hormone người đàn bà nó có tác dụng như thế này. Cái estrogen đó lúc nào nó cũng tích trữ, nó khác với cái đàn ông là họ lúc nào họ cũng tích trữ mỡ. Đó là tại sao mà quý vị thấy là những cái bé gái tuổi dậy thì sẽ bắt đầu là ngực căng lên, mông đùi bắt đầu to lên. Thế đó là những cái dưới tác dụng của cái hormone của estrogen, tức là hormone nữ, đúng không? Thì cái chúng ta thấy là một bên lúc nào cũng đốt mỡ, tức là bên đàn ông lúc nào cũng sẵn sàng đốt mỡ, còn bên đàn bà thì lúc nào cũng là tích lũy mỡ. Hồi nãy cô Vân Anh có hỏi tôi là những người ốm thì tại sao? Thì những người ốm đó lý do là một phần khi mà cái hormone nữ hoặc quá thấp thì nó lại không có tích trữ mỡ được. Nhưng bây giờ khi mà nó quá cao thì như thế nào? Nó lại càng ngày càng phì ra. Đó là tại sao mà để mà cho một cái người nữ có một cái thân hình gọi là cân đối thì là cái gọi là cái lượng hormone bao giờ nó phải cân bằng, nó phải nằm ở trong cái khoảng là gọi là cân bằng. Đó là tại sao hồi xưa các cụ mình cứ nói là cứ nhìn mấy cái cô nào gọi là tròn trịa này, nó là cô đó thế nào cũng là mắng đẻ là tai phi. Rất là đơn giản, nếu mà họ có cái sự cân đối về vấn đề mà mỡ trong người của họ đó thì cái vấn đề gọi là sinh con đẻ cái, tức là cái hormone của họ nó rất là cân bằng, nó rất là hài hòa. Còn ốm quá cũng được, mà mập quá cũng được. Các cụ ngày xưa của chúng ta rất là hay bác sĩ ha. Tất cả những cái gì mà bác cụ nói các cụ đều sau này chúng ta thấy là y khoa nó cũng đúng với lại những cái sự giải thích của y khoa. Dạ đúng. Thì hay thật sự y khoa nó cũng qua sự quan sát thôi, mà các cụ chả cần phải là bác sĩ hết. Các cụ cứ nhìn là nó ô cái cô đó là mắng đẻ, cô đó cô kia là dễ thôi. Thì cái chuyện đó là tại sao như vậy. Bây giờ trở lại, mình lại vòng trở lại đàn ông một chút xíu. Thì cái khi hồi nãy tôi đang nói là nếu mà khi mình càng lớn tuổi thì cái hormone đàn ông nó càng giảm xuống và hormone nữ càng ngày càng tăng lên, thì chúng ta bắt đầu phình. Người đàn ông thường thường phình bụng trước, sau đó cuối cùng cũng phình những chỗ khác nữa. Tức là phình móng, rồi phình bắp đuổi, rồi cũng phình mỡ dưới tay của mình và phình ở trên cái cổ của mình. Thành ra tự trung là nếu mà những người mà họ bị béo phì, cuối cùng đàn ông và đàn bà hai bên đều giống nhau hết, chỗ nào cũng phình ra hết. Nhưng mà cái khác của cái người đàn ông là họ, cái cơ bản của họ là cái hormone họ lúc nào họ cũng sẵn sàng để đốt mỡ. Cho nên thường thường những cái người đàn ông khi mà họ bắt đầu họ tập thể dục thể thao thì họ sẽ xuống mỡ rất là nhanh. Mà cái lợi của họ là khi họ càng xuống mỡ thì cái lượng testosterone trong người họ lại càng cao. Cho nên nó càng nhanh nữa nha. Đó là một cái chuyện nữa, là những người mà họ béo phì thường thường là những người họ, đàn ông béo phì thường thường là những người họ sẽ có vấn đề về vấn đề sinh lý, tức là họ yếu sinh lý, là vì cái hormone về đàn ông họ rất là thấp. Mà họ càng phì thì nó càng thấp và càng yếu nha. Đó là cái chuyện lợi của đàn ông. Và cái đàn ông nữa là khi họ tập thể dục thể thao thì cái bắp thịt của họ nó tăng lên nhanh, và khi bắp thịt nó tăng lên nhanh thì nó lại đốt mỡ. Thành ra cái trở lại cái câu hỏi lúc đầu của Vân Hạnh là tại sao người đàn bà tập thể dục nhiều, chạy máy, chạy đầu, chạy tùm lum hết mà không có thấy giảm mỡ là tại làm sao? Thì đúng, nếu người ta nghiên cứu ra một cái chuyện nữa, tức là ở trong cái mỡ của người đàn ông và mỡ người đàn bà, ngoài cái sự mình nói hormone khác nhau, thực sự nó có khác nhau thật. Ở trong cái hormone của, ở trong cái mỡ của người đàn bà nó có một cái những gọi là những cái receptor, nó đại khái là nó có những cái giống như là nói một cách dễ hiểu là, thôi mình nói như vậy đi, mình không muốn dịch ra cái chữ đó như thế nào. Nhưng mà đại khái là nó rất là nhạy cảm cho việc càng ngày càng tăng mỡ. Tức là chính nó, hễ mà mình ăn nhiều cái là nó vô mỡ liền. Còn người đàn ông không có cái đó. Ăn nhiều chưa chắc nó vô, lên mỡ nhanh. Còn người đàn bà ăn nhiều thì nó lại lên mỡ nhanh. Và người đàn bà tập thể dục nhiều nó cũng là tăng mỡ nhanh. Nó tréo cả ngọng như vậy. Cho nên mình khuyên quý vị là, tôi hay viết những bài viết là quý vị đừng có tập thể dục thể thao nhiều quá, nhất là quý bà đừng có chạy treadmill một ngày 2 tiếng đồng hồ. Không, quý vị càng tập thể dục thể thao quý vị càng tăng mỡ.
lạ quá ha. Wow, là tại vì cái lượng cortisol trong người mình khi mình càng tập thì cái gọi là cái hormone gọi là cortisol nó càng ngày càng tăng, và khi nó càng tăng á thì là cái đường trong người mình sản xuất ra càng nhiều. Cái đường nó sản xuất ra càng nhiều thì rất là nó nhạy cảm với mỡ của người đàn bà. Cái mỡ của người đàn bà là thấy đường là vô mỡ, thấy đường là vô mỡ. Ok, là nó có giống như nó trở lại cái receptor, nó giống như cái cửa sổ nhỏ. Come in, sẵn sàng, welcome, you come in. Ok, tức là sẵn cứ vô đây, vô càng nhiều càng tốt. Nó khác với lại cái mỡ người đàn ông. Nói chung quy là hai chuyện. Thứ nhất là người phụ nữ sanh ra để chứa mỡ. Đó là cái chuyện đương nhiên. Đàn ông sanh ra là đó. Đốt mỡ. Rồi, người đàn ông sanh ra là đã là đốt mỡ, trừ trường hợp là gọi là ăn uống nhiều quá thì cũng phì như ai. Nhưng cái gọi là cái bất lợi người phụ nữ một chút xíu, cái lợi và bất lợi. Cái lợi chút xíu là phải có chút mỡ thì mới thân hình mới đẹp và mới sanh con để cái được. Nhưng mà cái mỡ nhiều quá thì cũng không được. Và cái khó của người phụ nữ là để mà giảm mỡ đó, giảm cân đó, thì nó phải có một sự cân bằng về hài hòa về cái hormone. Có nhiều khi mình không thể giải quyết được chuyện đó thì cái bây giờ chuyện ăn uống và cái chuyện tập thể dục thể thao mình phải làm thế nào để cho nó cân bằng. Vì như thôi này tôi có nói là quý vị đừng có nghĩ là cứ tập thể dục thể thao cho dữ là quý vị sẽ xuống cân. Thực sự không có. Nó không có lợi. Vâng, cái điều này rất là hay thưa quý vị. Như vậy để khi thấy rằng nếu mà quý vị tập thể dục nhiều mà quý vị không thấy xuống cân thì nhiều khi mình cũng frustrated phải không bác sĩ? Dạ, tập hoài. Thành ra khi mà chúng ta nghe cái sự trình bày của bác sĩ Hồ Ngọc Minh này thì Vân Anh nghĩ là giúp cho rất là nhiều chị em bạn gái của chúng ta. Trong khi ngược lại như vậy mình nhịn đói nó cũng xuống cân luôn. Cái khổ bây giờ mình nói về nhịn cái chuyện đói chị em cũng bạn không gái. Xuống cân luôn. Đúng. Nó có xuống cân nhưng mà tới mức độ nào nó rồi thì nó lại tăng cân trở lại. Đó là tại sao, đó là cái vấn đề, cái khổ của quý vị phụ nữ nha. Thì bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Chúng ta phải cân bằng một sự hài hòa giữa hai bên. Hai vấn đề đều nó có thể work hết. Ý mình nói là nhịn đói nó cũng có thể xuống cân lúc đầu. Và tập thể dục thể thao nó cũng xuống cân lúc đầu. Nhưng mà ý mình nói là cái gì mình làm quá sức của nó, cuối cùng cơ thể nó đề kháng trở lại, nó tìm cách nó tăng mỡ trở lại. Đó là cái vấn đề sống còn của cơ thể. Vấn đề sống còn người phụ nữ làm sao là để có mỡ và để sinh con đẻ cái. Cho nên khi mà nó xuống tới mức độ nào đó thì cơ thể của họ tìm cách nó chống lại, nó tìm cách nó lại tích lũy mỡ trở lại. Wow, rất là hay. Không? Cho nên cái cách hay nhất của quý vị á, phụ nữ đó, là đúng, cũng ăn bớt lại, để ý những cái gì mà chúng ta ăn bớt và bớt ăn ngọt. Thực sự đừng có nghĩ là bớt ăn béo là bớt béo, cái đó trật nha. Ok, quý vị bớt ăn ngọt xuống. Bớt ăn ngọt xuống thì nó đã bớt nhiều rồi ha. Và chúng ta vẫn tiếp tục ăn bình thường thôi, mà để ý đừng có bớt ăn ngọt nhiều, khổ lắm. Phụ nữ sinh ra là thích ăn caramel, ăn kem. Cho nên bớt ăn ngọt xuống. Và dĩ nhiên cũng tập thể dục thể thao, nhưng mà đừng có tập nhiều nha. Quý vị có thể thích nghe tôi nói chuyện này nha. Right. Cái nghiên cứu cho thấy bây giờ chúng ta chỉ cần tập một ngày 30 phút thôi. Và càng tập chậm thì càng đốt mỡ nhiều. Quý vị không cần phải leo lên treadmill hay leo lên elliptical chạy thiệt là hộc xì dầu, đổ mồ hôi hột cũng có. Cái nghiên cứu cho thấy nếu mà chúng ta cứ đi từ từ như vậy á, thì cái lượng mỡ nó đốt nhiều hơn là chúng ta tập cần giữ. Chúng ta cần giữ thì tới khoảng chừng 15 phút là cơ thể mình nó không chịu đốt calorie, nó bắt đầu nó chứa mỡ trở lại. Vâng, cảm ơn bác sĩ Hồ Ngọc Minh rất là nhiều cho cái đề tài rất là thú vị ngày hôm nay. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Và xin thân ái chào tạm biệt.